Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đang hứng chịu cơn mưa chỉ trích từ chính giới đến cả cư dân Mỹ khi đã vi phạm nguyên tắc ngoại giao là liên tục cúi đầu khi bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc. Điều phản cảm là ông Hà Lập Phong không những không cúi người đáp lại, mà còn lùi bước để tạo thêm không gian cho bà Yellen khấu đầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 8 tháng 7 gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại thủ đô Bắc Kinh, hoạt động trong chuyến thăm Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hình ảnh được công bố cho thấy Bộ trưởng Yellen tiến vào và liên tục cúi đầu, hơi gập người trong lúc bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc, trong khi ông Hà Lập Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng lưng và nhìn xuống. Hành động này khiến bà Yellen hứng chỉ trích từ nhiều cựu quan chức và chuyên gia ngoại giao Mỹ. Không, quan chức Mỹ không bao giờ được cúi mình. Hình ảnh này giống như một học sinh được triệu tập đến phòng hiệu trưởng, đây chính là điều phía Trung Quốc mong muốn, Bradley Blackman, cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush cho biết. Cúi chào không phải quy tắc được chấp thuận. Jerome Cohen, giáo sư thuộc Đại học New York và chuyên gia về Trung Quốc, nêu quan điểm. Một số người dùng trên mạng xã hội cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng hành động của Bộ trưởng Yellen là nỗi xấu hổ với nước Mỹ và thể hiện Washington yếu thế trước Bắc Kinh. Bà ấy không nhận ra việc cúi chào với tư cách quan chức chính phủ Mỹ là hành động vi phạm nguyên tắc. Người đối diện không đáp lại, ông ấy thậm chí còn lùi bước để bà ấy có thêm không gian khấu đầu, người dùng có tên Mark Murray viết. Chuyến công du Trung Quốc 4 ngày của Bộ trưởng Yellen diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng Yellen bảo vệ các động thái nhằm giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế Mỹ trước Trung Quốc, cũng như giải quyết những gì mà Washington coi là đối xử bất công với doanh nghiệp nước này. Bà cũng đề nghị Mỹ và Trung Quốc liên lạc trực tiếp để giải quyết những lo ngại, cũng như thúc giục tăng cường hợp tác song phương, bất chấp một số căng thẳng trong quan hệ. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong cho biết lấy làm tiếc về một số biến cố bất ngờ ngoài ý muốn như sự cố liên quan đến khí cầu, gây ra các vấn đề trong thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp bên lề hội nghị G20 năm ngoái. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.